chụp hết nhà rồi. Hoài sao Hoài? Hoài, nhà ai vậy? Tao nhà ai? Nhà Hoài hả? Em bên phóng viên á, em quay ít cái hình vậy. Nhà ông hả? Bị gì vậy? Chạp điện sao á, đồ má. Được. Vừa mới chạy về tao ăn cơm. Được. Có tiền chứ? Có đồ ăn chứ còn. Cái dây này là cái dây gì nó mới chặt út. Gỗ nhiều hả?